Xin chào các bạn. Ở video trước thì Bảo Yến đã giới thiệu cho các bạn dòng máy rửa xe với công suất là 2500W. Đến video này thì Bảo Yến sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng máy rửa xe chính hãng của Toàn Phát với công suất là 3000W. Và bây giờ đây, hãy cùng Bảo Yến khám phá coi công suất của máy 3000W như thế nào nhé. Bảo Yến đây là dòng máy rửa xe chính hãng của Toàn Phát với công suất là 3000W. Các bạn sẽ thấy là máy được thiết kế với màu xanh lá cây, cực kỳ nổi bật. Vỏ máy thì làm bằng nhựa cao cấp nên sẽ chịu được lực va đập tốt trong quá trình sử dụng. Được thiết kế tay cầm và trọng lượng chỉ 13kg sẽ giúp các bạn dễ dàng di chuyển khi các bạn làm việc. Phần trước thì chúng ta sẽ có là một công tắc được bao bọc bởi lớp nhựa chống thấm nước, kèm theo là các cái khe để giúp động cơ không bị nóng. Phía sau động cơ sẽ được thiết kế thêm một cánh quạt tản nhiệt để khi sử dụng thì động cơ sẽ được làm mát không bị nóng. Và kèm theo là một dây nguồn điện với chiều dài 1m2 và được bao bọc bởi lớp cao su cách điện, an toàn cho người sử dụng. Về phần đầu máy thì chúng ta sẽ thấy rõ là máy sẽ có một đồng hồ để chúng ta quan sát áp lực nước ra. Sẽ được thiết kế thêm một cái van chỉnh áp lực. Cái lượng nước ra nhiều hay là ít là tùy thuộc vào cái độ xịt của các bạn. Và với dòng máy này thì sẽ được thiết kế cái van này. Với những dòng máy khác thì chúng ta sẽ không có. Máy sẽ được trang bị thêm là đầu ra được làm bằng ren độc cực kỳ chắc chắn. Đối diện sẽ là đầu hút nước. Phụ kiện kèm theo máy TP3000 này chúng ta sẽ có là một bình bọt tuyết, một tờ sách hướng dẫn sử dụng, dây hút nước. Bảo Yến đã lắp sẵn cái khớp nối nhanh và lọc rác trên này rồi. Kèm theo chúng ta sẽ có một cái khớp nối để gắn trực tiếp vào cái đầu hút nước. Bán súng chúng ta sẽ sử dụng được hai tia là tia xương với lại tia thẳng. Dây phun áp lực của máy sẽ có chiều dài tới 8m và được trang bị hai đầu để chúng ta dễ dàng tháo lắp. Hỗ trợ theo sẽ là một cái cần nối dài, chúng ta sẽ lắp vào giữa cây súng để phù hợp cho những bạn muốn sử dụng để chúng ta xịt xa và mạnh hơn. Vừa rồi Bảo Yến đã giới thiệu về chi tiết máy và những phụ kiện đi thêm máy. Bây giờ hãy cùng xem Bảo Yến lắp ráp con máy này như thế nào nhé. Yến sẽ gắn một cái khớp nối trực tiếp vào cái phần đầu hút nước. Sau đó Yến sẽ lắp dây hút, và dây hút là Yến đã lắp sẵn khớp nối nhanh và lọc rác, kèm theo là một cái khóa dê để chúng ta cố định cái lọc rác và dây hút lại với nhau. Về cái khóa dê này thì các bạn nên sử dụng tô vít để các bạn siết chặt lại. Sau khi lắp dây hút xong thì Yến sẽ trực tiếp gắn vào cái phần khớp nối này. Và như vậy chúng ta đã xong phần dây hút, bây giờ đến phần dây phun. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ trực tiếp lắm vào bắn súng. Và máy sẽ được hỗ trợ thêm bình bọt tuyết và cần nối dài. Cái này thì chúng ta sẽ trực tiếp gắn vào bắn súng nếu các bạn có nhu cầu muốn sử dụng tới. Vừa rồi thì Yến đã lắp ráp hoàn thành xong máy rửa xe TP3000 này.